xanh đèn trọng đó, ông nào này biết là cho nó thòi chui ra. Đang đây ghi mở cái quạt đó thời gian cái ghi âm của quay phim vậy nằm thế có sao ghi ghi dưới cái quạt đó. Thank you.
Chương trình phố tay đi ủng hộ tên này rớt rồi nói thì chuyện rớt rồi tôi nhớ hồi đó có thầy không quá nó vô hầu ông chủ quận rồi không nói cái gì không ra cái gì cả ông chủ quận đó thằng ông quản mày có cái gì muốn bọc thưa thì cứ nói sao mình cứ làm bọc ra quạt rồi cái này ông quản nó già dạ, được ông quan lớn con khốt quan lớn cái ông quận nó một trăm ngựa cho mình mất ở đây thì xin là Lý Quận Sáu để mình được học cái bài này. Bài này thì nó hơi buồn trong cái khung cảnh vui này cũng hơi ngộ ngộ chút nữa. Mà chưa đúng. Phải đúng Lý Quận Sáu thì nó mới buồn. Thầy ráng nhận ra dùm tiếng đơn con cái nào cái đó cái mỏ mà sao chứ không được. Thank you.
là tất cả những người khác ở đây thì tên là Minh Đoàn, hiện tại là giảng viên của trường Việt Mỹ và cũng là giảng viên của trường Đại học Hoa Sen của cô hiệu trưởng Trương Phượng ở đây, là người mình rất là ngưỡng mộ. Thì cũng cảm ơn ơn trên đã có cơ duyên mà gửi con đến với thầy. Mùa sinh nhật này là được tròn 2 năm thầy, con được là học trò của thầy. Thì đến với thầy thì Đoàn thích nhạc tài tử Đoàn Tranh từ rất lâu, nhưng mà chỉ nghe chứ chưa có dịp hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc như khi được gặp thầy. Thì trước đây thì nghe một bài nhạc mình cảm được là nó buồn hay nó vui, nhưng mà khi đến với thầy thì mới cảm được cái chữ đàn, nhiều khi cái tiếng đàn nó xé lòng là như thế nào. Cho nên là nhiều cái thầy dạy đời, thầy dạy về cái giá trị buông sống và kể cả cái cách sống trong cái từng cái chữ đàn của thầy nữa. Cho nên là còn rất là biết ơn cuộc đời này, và đặc biệt là trong ngày hôm nay mà thầy cho con được cái vinh dự ngồi đây hòa đồng với thầy, một vị nhạc sư 98 tuổi, thì có lẽ là con là người rất là hạnh phúc. Cảm ơn thầy đặc biệt. Và trong ngày hôm nay thì con xin được phép cùng hòa đàn với thầy bốn câu bài Hùng Hoàng. Xin lỗi cái này, là có một cái tập mà khi mà đàn thầy đàn đó là mà không hòa được là phải nghe tiếng đàn của thầy, thế là luôn luôn mà tiếng đàn thầy là thầy rất là lắc léo, thì dắt cái tiếng đàn mình đi theo một cái cõi khác cho nên lòng rất là lạc, nên xin lỗi thầy. Không phải mình là thank you.
ăn dây quá trời vô một lượt dứt một lượt cái đó tôi biết phục mà tôi cho mấy bác sĩ đi kìa hai cái đợt mà không ăn dây là sao mà đợt được mà lộ có cái nè đường ai đấy đưa đi theo vô cái vô một lượt rồi dứt được muốn lộ á. Có diễn phúc được biết thầy, tôi được học thầy từ khoảng gần một năm nay. Thì cũng như như bà trò trước hồi nhỏ thì tôi có thích ca cổ, thích nghe các nhạc tài tử nam bộ cũng như là nhạc dân ca của Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì không có dịp để tiếp cận đi học, còn không thích nhạc nhạc phương Tây, nhạc tiền chiến, kể cả nhạc classic của châu Âu. Rồi sau này có dịp gặp thầy thì thầy được thầy dạy, rồi thầy phân tích thì từ đó mới thấy là nhạc của mình sao nó quá hay, và trong đó nó có những cái điểm rất là tinh tế trong đó mà không những cái điểm như vậy đó mình không có thể tìm được ở những cái nhạc khác. Thì nhân sinh sinh nhật của thầy, nhân đại hội của thầy thì con chúc thầy sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn và sống tinh thần an lạc để tiếp tục dạy của con và các thế hệ sau. Sau đây xin hòa đàm với thầy hai câu đồ cổ. Thank you.
cô điện ca đó. Xuân Lan. Cứ cần gõ xong loan đi nha. Không. Làm gì nói thầy? Dạ thưa thầy, bữa nay thì con là ca sĩ nữ duy nhất. Mà con cũng nói trước là nếu mà con ca thì có rớt thì tại vì con đói bụng. Dạ thưa các bạn, thì nó đúng ra là Xuân Lan cũng nghỉ hát lâu lắm rồi. Vui thì ca chơi chứ còn không có đần ca tài tử, cũng không có đi diễn nhiều. Thành ra bài ca thì cũng hơi ít. Nhưng mà cho bé Xuân Lan được hát lại trước đoạn hai con dụng cổ của soạn giả Mộc Linh, đó là kịch bản Nhà Tư và Túi Cướp. Xuân Lan cũng xin minh họa trước, đây là một câu chuyện của một Nico đi theo cha đi tu rồi, nhưng mà một ngày kia thì cô cũng dương vấn với một tình yêu và thầy kêu thôi đi thầy kêu đi, nhưng mà cô không đi được. Thành ra cô cũng có những cái lời dụng cổ và cũng sau cùng cũng từ chối nhẹ nhàng với chàng trai kia. Thì Xuân Lan xin được nói trước để Xuân Lan hát cho các bạn cũng hiểu hơn chút xíu. Ca 56. Làm cho tiểu ly thấy đẹp, thấy vui rồi.
đổ giọng lan hồi. Thì chú hay thầm nói lời tạ ơn vừa nói đó. Tiểu ni sẽ ở đây đón trong lòng gió, nghe để mà tìm một chút nhỏ niềm. Dạ nay con gặp ông Hoàng. Nay cũng có một cái duyên hội ngộ là đó là như thế này, là Phước cũng mời một đồng nghiệp lên chắc là hòa đàn với thầy. Nãy anh hòa bốn câu ông Hoàng. Tại vì Phước cũng là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đoàn. À, đoàn. Bốn câu này, đoàn bốn câu. Đoàn có đoàn bốn câu. Đừng lợi, dẹp rồi. Dạ. Không, thầy tại đoàn có không mấy cái này có còn đấy. Để cô đang kêu sao? Dạ đúng rồi, đó thầy. Dạ, dạ. Mình lấy lời. Lời lời ru này anh gửi cho em, từ thành phố thân yêu anh gửi về nơi đó. Nhớ biển Nha Trang đêm hè long. Cái là không phải bây giờ khớp ca khớp. Dạ đúng rồi, là thầy thầy giáo đi. Lời ru này anh gửi cho em, từ thành phố thân yêu anh gửi về nơi đó. Nhớ biển Nha Trang đêm hè lòng gió, mặt nước em đềm con sóng khẽ nơi. Nay mới gặp cô lần đầu. Dạ, con cảm ơn thầy. Cô bị nói buồn.